một cái nữa là cái ứng dụng số 1 này à, ví dụ hiện nay 002 là hộp số 2 của tủ này đó. Giờ là em chạy cái hộp này, số 1 này thì mình sẽ vào RAM 001. Cái này là không được với nó nha, không là không được số hộp gì hết. Mình muốn đây đây 001 này đó, enter vô. Đây cái chương trình của mình nè, chương trình mặt trên nè, đúng không, và chương trình mặt dưới nè. Còn mấy cái này á là vì hai con này, hai cái tủ, nhưng mà chỉ có một cái tủ này là điều khiển được xây thôi. Này bắt buộc nên ví dụ như con này chạy xong phải đứng chờ để cho con kia gửi tín hiệu về. Nên hai con phải xử lý tín hiệu in out với nhau á. Đó, nên mấy cái này là em mặc định cho nó rồi, em xử lý tín hiệu của nó rồi. Đó, ví dụ như bữa sau á thì ví dụ như anh chỉ là dạy chương trình thôi. À, dạy chương trình, ví dụ chương trình khác đi. Là anh vô anh thay cái chương trình này cho em. Đổi cái chương trình khác vô đây thôi. À, con 1 này, con 2 này. Nghĩa là con là hai chương trình này. Mặt trên 1 này. Mặt trên và mặt dưới. Đúng rồi. Bữa sau ví dụ như cái sản phẩm khác anh cũng dạy trang vậy. Anh chỉ thay cái chương trình này thôi. Muốn thay chương trình này đó. Tắt robot. Tắt robot này ha. Lăn xuống. Nghe cái dòng đó. Nhớ là chuyển qua sửa điểm này. Sửa điểm. À, muốn thay đổi thì phải sửa điểm này ha. Enter xong mà anh vô browse này. Đấy, anh muốn chọn nào thì chọn cái đó. À, ví dụ như chương trình khác. Ví dụ em muốn chọn chương trình 1 đây ha. Enter. Đấy, nó sẽ đổi thành chương trình 1 cho mình này. À, giờ muốn đổi lại thì cứ vô lại thôi. Nhớ là chuyển qua sửa điểm này. Enter. Nó là mặt trên thì mình chọn lại mặt trên. Mặt trên. Đấy. Enter. Đấy là hai chương trình, trên mặt trên lên mặt dưới. Rồi muốn dưới thì cứ lăn xuống thôi. Ha. Ví dụ bữa sau mình sẽ dạy hai chương trình. Mình có hai mặt mà, mình sẽ đổi chương trình đi. Thì thay đổi luôn hai cái luôn. Enter. Vô browse. Enter. Nhìn chương trình 2 đây. Enter. Đấy. Nó sẽ sửa thành chương trình 2 cho mình. À. Bây giờ để anh làm lại. Rồi. Thoát ra ngồi lại. Rồi, anh thao tác lại. Mà anh đổi lại luôn.